Ngọc Châu bị Miss Sociology đá văng khỏi top 20, khán giả phẫn nộ vì thiên vị con gái chủ tịch. Khán giả bất ngờ khi Ngọc Châu vắng mặt khỏi bảng xếp hạng dự đoán top 20, thay vào đó Miss Sociology ưu ái người đẹp đến từ Curaçao, Guatemala, Đức Santo, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Ấn Độ là những đại diện châu Á được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại Miss Universe 2022. Hoa hậu Hoàng Vũ 2022 đang bước vào giai đoạn gay cấn khi các quốc gia lần lượt có mặt tại thành phố New Orleans, Mỹ. Đặc biệt, sau 2 năm hạn chế vì tình hình Covid-19, khán giả đang mong đợi sự bùng nổ của cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Không kém cạnh các đối thủ, đại diện Việt Nam, Hoa hậu Ngọc Châu có bước khởi động khá suôn sẻ. Cô gây ấn tượng bởi tinh thần chuyên nghiệp, thần sắc rạng rỡ. Trên fanpage bay chính thức của Miss Universe và nhà tài trợ, người đẹp gốc Tây Ninh cũng chiếm sóng với tần suất dày đặc. Khán giả hy vọng Ngọc Châu sẽ giữ vững phong độ để sẵn sàng cho đêm bán kết ngày 11 tháng 1 và trình diễn trang phục dân tộc ngày 12 tháng 1. Là chuyên trang sắc đẹp uy tín hàng đầu thế giới, Miss Sociology thường xuyên được ban tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ mời đến tác nghiệp thực tế. Vì vậy, những nhận xét của Miss Sociology được fan Beauty Queen rất ủng hộ, từng đưa Việt Nam ở vị trí thứ 13 trong top 20 dự đoán. Tuy nhiên, trong clip mới đây, cái tên Ngọc Châu biến mất một cách ngỡ ngàng. Thay vào đó, bốn đại diện châu Á góp mặt gồm Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Ấn Độ. Ở vị trí top 1, Miss Sociology yêu thích vẻ đẹp của bóng hồng gốc Curaçao. Miss Sociology cho rằng đã quá lâu Miss Universe chưa thấy sự chứng kiến của một quốc gia thuộc châu Mỹ Latin lên ngôi. Với nhan sắc xinh đẹp cùng sự khéo léo của mình, Curaçao dự đoán sẽ là đối thủ nặng ký cho chiếc vương miện trị giá hơn 100 tỷ đồng. Dù vậy, nhiều ý kiến không đồng tình khi Miss Sociology lạc phân Ngọc Châu khỏi top 20. Nhiều bình luận cũng gay gắt lên án mỉa mai chuyên trang Miss Sociology đang cố tình định chủ tịch Annie vì xếp Thái Lan ở top 9. Trước những ý kiến trái chiều, Miss Sociology cũng chính thức đưa ra phản hồi về bảng xếp hạng top 20 của mình. Hãy nhìn vào Curaçao nằm ở vùng biển Caribe. Đây là một quốc gia cấu thành của Vương quốc Hà Lan và suýt chút nữa là giành được danh hiệu Hoa hậu Hoàng Vũ vào năm 1968. Đại diện của Curaçao, Gabriela dos Santos, hiện đang tạo nên làn sóng và cô ấy là người được yêu thích hàng đầu để giành được vương miện. Cô ấy nói một cách hùng hồn và cô ấy có sự khéo léo và thanh lịch khiến Hoa hậu Hoàng Vũ phải thét lên. Một thí sinh khác cũng có thần thái tương tự là Hoa hậu Jamaica Tosemake Calvin. Đất nước của cô đang thiếu vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ, mặc dù từng 4 lần đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới. Trở lại năm 2010, họ gần như đã có một người chiến thắng Hoa hậu Hoàng Vũ, nhưng điều đó vẫn khó nắm bắt cho đến ngày nay. Tosami vừa xinh đẹp vừa thông minh. Tất nhiên, các siêu cường sắc đẹp sẽ không chỉ khoanh tay ngồi nhìn sức mạnh của mình giảm sút. Venezuela hùng mạnh đang thèm khát danh hiệu thứ 8, và quốc gia này đã cử một thí sinh rất mạnh. Không nghi ngờ gì khi Amanda Sudamel đến New Orleans với những khẩu súng rực lửa. Philippines cũng đang hy vọng cho danh hiệu thứ 5 của mình và sẽ làm việc chăm chỉ để giữ cho chuỗi trận bán kết của họ không bị gián đoạn bắt đầu từ năm 2010. Caletti Coretti đang càn quét và từng bước di chuyển của cô ấy và sẽ không để lại mảnh vụn nào trong cuộc thi này. Và sau đó có Puerto Rico, đất nước này đã liên tục lọt vào danh sách kể từ năm 2018 và suýt chút nữa đã giành được danh hiệu thứ 6 vào năm 2019. Alex Kirao là một ứng cử viên nặng ký và cô luôn nằm trong danh sách các chuyên gia của cuộc thi. Đất nước của cô ấy rất đam mê các cuộc thi sắc đẹp và khả năng cô ấy sẽ mang về nhà thịt sông khói là khá cao. Trong bài phỏng vấn trước đó, Ngọc Châu từng thẳng thắn nêu quan điểm về các đối thủ. Dàn thí sinh năm nay của Miss Universe rất mạnh về sắc vóc, hình thể, học vấn lẫn kỹ năng, nhưng không vì vậy mà Châu phải dè chừng các đối thủ. Đối với Châu, đối thủ lớn nhất mình cần chiến thắng là chính bản thân Châu. Mình luôn giữ phong độ nhưng không được quá lơ là, chủ quan. Khi mình có đủ niềm tin thì mọi thử thách đều có thể chinh phục. Thay vì áp lực, Châu sẽ chuyển hóa sự áp lực thành động lực để cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nữa. Mình không chủ quan vì được đánh giá cao trước cuộc thi, phải luôn trong tâm thế sẵn sàng để thể hiện hết sức mình và duy trì phong độ.